Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mẹ Peo. Ngày hôm nay thì chúng ta lại có một thanh niên GB bạn ạ. Mỗi lần mà các bạn thấy GB là đó là mẹ phải chơi giải mã, mà giải mã nó hơi kinh dị một tí nhá, bởi vì nhìn qua ảnh bìa này. Ôi, cái ảnh bìa trông thì sợ vãi trưởng bạn ạ. Rat level again, thế nào? Cái level này lặp lại lần nữa kiểu vậy, bạn ạ, không hiểu lắm. Level lặp lại lần nữa, tôi chưa hiểu lắm như nào bạn ạ, nhưng mà nhìn quả ảnh bìa trông sợ vãi trưởng. Thế là tôi quyết định rủ thanh niên GB chơi cùng cho đỡ sợ bạn ơi. Đó, giải mã các bạn ơi. À, nhưng mà không hiểu là chưa hiểu chơi như nào bạn ạ. Map này tôi chưa biết là như nào. Ô, thấy cái chìa khóa này, alo. Ê. Em không thấy chìa khóa nè. Tôi không thấy chìa khóa bên anh cầm này thấy không? À không, em không thấy anh cầm. À, em thấy anh đập cái cục đất. À, hiểu rồi, chắc là liên thông bị lag thì thằng GB nó không thấy mình cần chìa khóa bạn ạ. Nó thấy mình cần cục đất. À, chắc là liên thông bị lỗi cái đấy. Ờ, chắc là liên thông lag bị lag cái khối nhỉ, cái khối mô hình các bạn ạ. Mà thôi kệ đi. À, thì có chìa khóa gì nữa nhỉ? Mở cửa này. Ô, mở cửa này. Ê, đi qua thử em ơi. Em có cần đi ra không? Em ơi. Qua thử đi. Ô. Nó vẫn vậy mà. Không qua được, em không qua được. Ủa sao mày không qua được? Trời. Nhưng mà anh Nam đang ở một góc khác à? Em không thấy anh Nam chỗ này nữa nè. Sao ơi, anh đi qua cửa chưa? Đi qua cửa chưa? Em không qua được, em bị kẹt rồi, nó chặn rồi. Chỉ hình như chỉ qua được một người thôi. Ok bạn ơi, thì tình hình là cái map này nó chỉ chơi được một người thôi, thế mới cay chứ, cho nên là quyết định ấy. GB chơi của mình sẽ chỉ đạo ấy, thấy không? GB hiện tại là GB đang chơi này, GB livestream của mình đấy, cái thêm đấy. Đây là GB, đây là mèo Peo, cái thêm đấy, bên Discord này đấy. GB sẽ livestream của mình sẽ chỉ đạo các bạn ạ. Ok, GB bây giờ qua thêm, qua cửa đây, qua cửa đây. Đi qua đâu, qua cửa đúng rồi, trời ơi, đề nghị bạn chủ map mà có được cái zone này nhá, thì nhớ là cố gắng sửa nó liên thông nhá, để cho mọi người cùng chơi với nhau nhá, chứ tình hình này buồn quá không chơi chung được. Không sao để bây giờ này vậy level 2 không, đứng yên bên nào để anh quan sát nào. Vậy là cái map này ấy, nó như này, tức là tất cả các level sẽ giống nhau, nhưng mà mỗi một level sẽ phải tìm chìa khóa ở vị trí khác nhau kiểu vậy. Anh hiểu rồi. Ok rồi, bây giờ thì thử đi qua bên trái đi nào, đi quanh mình ngách đi. Đúng rồi, tìm mình ngách đi, mình ngách cái khe này. Xem có không, không có hầm này. Ôi, hầm thử nào. Con bên kia đi, con kiểm tra từ đừng thôi vội. Mình kiểm tra hết tất cả ở trên này đấy. Kiểm tra bên này. Thấy cái gì kìa? Bên phải. Đấy. Thấy chưa? Rồi, ok nha. Bây giờ thì mở cửa đi em ơi. Chuẩn luôn. Bắt dễ quá. Ở kìa, mới có level 2 kêu dễ quá, tí nó khó sắp mặt bây giờ. Đây là bài basement. Basement là gì? Không biết, thử xuống dưới nào, kiểm tra từ kiểm tra hai bên á, kiểm tra kỹ hai bên á, okay, bên kia nào. Okay. Mình cứ phải kiểm tra hết ở trên này xong mình xuống dưới sau, kiểm tra ngóc cách cái thứ bên kia đi, không có quá. Rồi xuống em ơi. Xuống đi. Ở dưới có cái. Kiểm tra dương nào. Tận dương bấm dấu ở dưới nào. Ô có rồi này, dễ vậy. Có nè. Lấy luôn em ơi, lấy luôn. Dễ quá. Chiến. Lên luôn. Rồi mở cửa. Ê cẩn thận đi, cẩn thận nha. Cái tướng chưa bị lỗi đấy, mở cái cửa ra, mở cửa sau lưng ta. Cửa sau lưng. Ok, cửa cả hai luôn. Ấy, lên chụp cái chưa? Cái tướng chơi Sida lắm, kiểu vậy. Ok, bây giờ thì mở cửa đây. Ok, rồi, bây giờ đến gì đây? Level 4. Bách cái như nào? Khoan, quay sau lưng đi. Quay sau lưng. Ấy, trời ơi, nhìn về cái thảm không? Đấy, đi vô em ơi, đi vô. Đó, bách ở sau ấy, bách ở phía sau mà nhìn quả thảm trong cú lửa đấy chưa? Try to die có nghĩa là cố gắng để chết. Cố gắng để chết mà đây có gì đâu để chết anh. Anh cũng không biết. Hay là nhảy cầu xem. Có gì để tự sát đâu. Thử treo lên xem bắc cua xem có chỗ nào nhảy cầu không. Tìm kiếm xem. Ở đây có đường bắc cua lên này, xem có đường lên không. Cua không bắc cua được. Nhảy cầu nhảy xuống dưới. Từ bây giờ thử treo cầu thang dưới nào, xem có gì để chết không. À. Nhảy xuống được. Để xuống đuôi. Taxi đi đã. À không, mà không có xin đi không nhỉ? Em đâu có xin đi. Nhầm, sao có mấy máu ta? Ảo thật đấy. Thử lấy cầu lại em nào. Đây chỗ này nó thấp quá nè. Cái này cũng cao mà, mấy chục block mà, tầm khoảng 5-7 block. Tầm khoảng 6 block mà. Rồi, mà hay khó rồi đó, bắt đầu hay khó rồi đó. Thế thì bây giờ lên trên hẳn em nào, lên hẳn lại đi. Cẩn thận nha, trèo lại đi, ok, đi ra bên phải, tính trên bên phải tí. Ok, bị đóng vào cái cửa ấy. Cái cửa sau lưng kìa, đến trời đóng lại. Ok, đúng rồi đấy. Bây giờ sao để chết nhở? Cái này không phải rồi, cái này không liên quan lắm. Cửa bê thử tìm cái đường nào, có đường parkour lên hay như nào không? Chứ tình hình này thì hơi căng đó. Đi cho em trèo lên đây nè. Lên trời. Cố lên bởi bắn tùng ghê vậy. Wow. Tùng lên. Hoặc nãy từ, bây giờ có bê quay sao quay bên phải đi.
nhìn sang phải, đứng yên một chỗ nào, đứng yên để quan sát nào, xem bây giờ mình quan sát xem có chỗ nào có thể trèo lên được không. Ok, ấy cái thanh này nhảy lên được không? Thử xem, thử xem. Bắn tường lên đấy, phải bắn tường lên. Ờ không được rồi. Try to die à? Khó quá. Ờ level này đang căng ấy. Đây khoan đây. Ờ đúng rồi, đúng 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 đúng, hai tầng lên, đúng rồi, chuẩn đấy. Hai tầng được rồi. Ơi, hợp lý em ơi, thử em nào. Hai tầng. Anh ơi. Trời ơi, có hai tầng. Trời ơi. Có mà hai tầng luôn á. Ôi, không chết, em quên. Rồi bây giờ ra đi từ đi, anh nghĩ không phải bá tường đâu, bởi vì chủ mác không chuyện cho bá tường đâu, mình nghĩ phải có cái gì để chết được. Kiểm tra một cái lò nung nào, bấm lò nung xem, anh xem nào, xem trong lò nung có gì không. À mấy cái này là lò nung hả? Ờ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi đấy. Đây. Ờ nhở, nhưng mà anh nghĩ là không có, từ bây giờ mình phải quan sát kỹ lại em nào. Phải có cái gì đấy để mình chết nhở. Không không, anh nghĩ không phải bán tường đâu, bởi vì đâu phải mấy ông người nước ngoài không phải bán tường đâu, bán tường gà lắm. Ủa cái giường này em mở chưa ta? Ờ đưa 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 quên 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 kiểm tra giường đó. Lại. Ờ có lại đi em ơi. Ôi trời ơi. Cay thế. Ok bây giờ tìm là điện đi, tìm cái dây điện nào mà có đặt nhầm mà xua đấy em ơi. Ok. Ấy cái điện này, cái khối điện kia, khối tròn đấy, bên sau lưng em đấy. Cái khối tròn này đó, cái khối tròn này là điện đấy, đúng rồi, khối này đấy, đặt vào em ơi, đặt thẳng vào luôn, đặt thẳng vào luôn. Đặt ở đâu? Ừ, đặt thẳng vào luôn, đặt thẳng vào luôn. Không được. Không được á? Đặt dưới đất hả? Hay là ừ, đặt ở trên? Đặt thẳng mặt nó, đặt đâu cũng được, xem xung quanh được không? Thẳng mặt không được, đặt thẳng mặt không được nè. Ô thế à? Ô không được á, thế thì phải đặt chỗ nào nhỉ? Dưới đất. Anh ơi, đặt fail là đi luôn. Ê thì mở cửa, mở cửa em nào. Mở cửa em. Không được. Ồ thế sao mà đặt đâu nhỉ? Ê đặt lại vào lá điện không được à? Không, đặt dưới đất được không? Dưới đất này nè. Đặt xuống đất nhưng mà đặt gần đá điện thì mới kích hoạt được chứ, hiểu không? Đó. Đá điện à? Ờ, thử đặt sát đá điện. À, ở giữa hai cục điện kìa, thử đặt cạnh cục điện nào. Cạnh cục điện. Đấy, đấy, đấy. Cái này hả? Cái này là cục điện hả? Ờ, đặt ô bên phải. Để đi, thử đặt được không? Đặt nha. Ờ, đặt đi. Đặt. Ê, chưa. Trời ơi, lao đi em. Đứng im đi. Đó. À, ờ, phải... Rồi, tức là cái này phải có ô, phải có cái máy điện để kích hoạt nó mới được, hiểu không? À. Kiểu vậy. Level 6, open tất cả. Shortcut là cái gì? Em không biết. File shortcut như nào ta? Không không, nó bảo mở tất cả cái FIND shortcut đấy, anh chưa hiểu lắm này. Ôi từ để anh lên Google dịch phát. Trời ơi. Từ file shortcut tìm lối tắt như thế nào? Tất cả lối tắt xuống dưới, mở lại xuống dưới từ từ nào. Chú lại mở lại cái gương anh. Rồi anh nghĩ trong gương có gì đấy, chắc vậy. À, đây này này này, mở tất cả gương này, trời ơi. Quá trời luôn. Ôi, tìm mày cũng mệt đấy. Từ khoan đã, khoan, kiểm tra gương, kiểm tra cái mật mã sau lưng đi. Anh nghĩ có mật mã ở đấy. Anh nghĩ ở đấy sẽ có mật mã. Hiềm này, từ từ. Bấm vào kia có gì không? Không có gì à? Có gì thế thì sao? Có gì à? Ở đây có mấy ô đấy, 1, 2. Đến số đi nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ô. 7, thử 7, thử hàng số 7 đi. Số 7 là ờ, cứ kiểm tra tất cả số 7 nè. Ừ, đúng rồi, kiểm tra đi. Mở tất cả số 7 này xem nào. Ủa, ghê thế nhở. Ờ, anh nghĩ kiểm tra tất cả số 7. Mở tất cả số đi em, mở hết đi. Thôi, mở hết là kết thúc chứ. Trời ơi, ừ, nó ghi là tìm tất cả các dương mà thì chắc là vậy thôi. Thôi, mình mở tất cả các dương thôi. Cần cù bồ xương đang vậy, biết sao giờ. Nó này càng đấy, thế chua đừng có kêu nó dễ đi. Trời ơi. Bỏ rồi hàng 7 đi, hàng 7 kiểm tra rồi. 8. Hợp lý. Ơ quay lại, có rồi mày không nhìn kia, quay lại. Đâu? Quay lại. Đấy, trời ơi, tay nhanh hơn nào. Nhìn đấy. Tôi không nhìn được. Trời ơi, đấy, phải có người chỉ đạo bấm tình như con thắt được rồi. Ồ. Quả đấy cơ bên trường mình là xong rồi, bay luôn chìa khóa rồi. Ok, bỏ đi em ơi, chuột phải vào. Đứng xa xa tí, lùi, ok được rồi. Rồi. Đấy. Cái gì đấy? Parkour, đường ơi, parkour đi em. Parkour đi. Đấy, GP Parkour King, đừng có đùa, trận đầu ấy. Cái này. Nhìn quá, trận đầu không lầm. Sao nữa? Không biết. Parkour đi, đi. Lên. À, cửa, ok em ơi. Rồi nha. Ok, bình tĩnh, ok, qua em ơi. Rồi, level 8 là gì đây? Don't trust on your eye. Đừng tin vào mắt của bạn.
Tin vào mắt cô bạn. Tức là nào, nó kia cửa mở kia, khoan đã, nó cửa mở kia em ơi. À không, cửa chưa mở. Đi qua em nào, thử đi xuyên qua. Ê biết ngay mà. Anh biết ngay mà cái trò này. Trời ơi, kinh nghiệm giải bao năm. Red green gì ấy. Đỏ xanh như nào. Ờ cái gì á. Ờ em nghe tiếng. À giống kiểu Squid Game á. Đèn xanh thì đi, đèn đỏ thì dừng. Hiểu rồi, hiểu rồi. À ui bất là hay, bất là hay, bất là hay mày. Ui từ rồi em ơi. Hiểu chưa, hiểu chưa, hiểu chưa, hiểu chưa. Giống Squid Game đó. Đó. Ok mày. Màu xanh thì đi hả. Ờ màu xanh thì đi, màu đỏ thì dừng. Dừng, 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 dừng. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Ok. Dừng. Quá, chú khoai nhí. Dừng. Chú trái vào. Ok, bấm cửa đi. Thôi. Bình tĩnh. Bấm cửa. Ok, game hay nhớ, map hay nhớ. Map hay được. The Great Gateway thế nào, con đường bí ẩn. Lối đi bí ẩn. Ê, cái này là... Không biết, đi vào thử em nào. Đi thử vào đi. Không được. Có cần đọc không? Không đọc đâu. Qua lại nhìn nào, từ từ, bình tĩnh, đứng ở đây xong đứng im mấy. Đứng im đấy xem nào. Quan sát từ phía. Căng nhờ. Ai chẳng nhờ. Con đường bí ẩn à. Không, mình cứ đi qua cửa thế nào. Làm cú lừa gì không? Chắc là không. Đi qua lưới nào. Sao lại có cái cục đỏ đây nè. Từ từ. Đứng cục đỏ đấy. Xong rồi đứng lại cục đỏ đi. Đứng lại cục đỏ. Nhìn nóc nhà nào. Nhìn xuống nóc nhà. Không trong gì nhà. Cả. Xuống hầm đi. Ok. Có vẻ căng bận à. Xuống hầm đi nào. Khoan. Mở gương. À, mở gương. Chuẩn à, rồi đó. Đặt từng gạt vào cái đấy. Trời ơi. Thì ra là như vậy mày. Ok. Rồi. Đặt từng gạt vào cái ô đỏ nha. Yeah. Bỡ. Ủa. Lại thế nào. Bỡ. Khoan từ lại thế nào. Ô khoan. Từ lại sao nữa nào. Ê, cái này hồi nãy em thấy nó. Ừ đúng rồi. Thế chui xuống mà ta. Ừ nhờ. Giờ sao. Không lại sao nữa nào. Nữa đi đừng. Cái gì đó. Mất gì á. Mất cái khối điện rồi. Ừ như nào nhờ. Là sao không hiểu à. Khoan, đi qua. Ôi, thử. Thử xuống hầm em, xuống hầm lại nào. Thử xuống hầm lại đi. Okay. Level này ảo nha. Cái điện này như nào nhỉ? Đây. Ôi giời ơi. Ôi. Bắt ảo nha. Cái không thể thoát khỏi đây. So what is last option như nào? Từ. So what is last option? Vậy lựa chọn cuối cùng là gì? Không thể thoát khỏi nó. Vậy lựa chọn cuối cùng là gì? Thế nào? Đi vòng vòng kiếm anh. Ừ. Mày khó quá, xuống kiếm cái gương. Ừ đúng, cứ xuống hầm thế mà. À bật mã này, nothing. À từ. Em bật bàn phím lên, chat cho nothing cho anh. Đúng rồi, chat cho nothing cho anh. Ờ. Phải. In hoa. Nothing hiểm. Nothing cách hiểm. Nothing. Cách hiểm. Hiểm. Gì nè. Chắc chứ thôi. Hiểm thôi. Hiểm. Không phải mà. Không phải à. Tôi khoan đấy. Kiểm tra lại. Quanh nghe không có gì. Sao có chữ nothing nhỉ. Bình thường một level không có nhở. Level khác đâu có cái này đâu. Thử đi quanh đây xem. Đi vào khu tường nào. Lao vào cái tường đi. Lao vào cái chữ này. Không, cái tường thẳng luôn á, cái tường thẳng mặt luôn á. Bên kia. Level này căng đấy. Bắt đầu hay khó rồi. Bình tĩnh nha, bây giờ lùi lại nào. Lùi lại xa thì anh coi lại cái dương nào. Nhìn sau lưng, xem tường, soi sau dương xem có gì không? Hình như không có gì cả. Ok, bây giờ lên thử lại em nào. Lựa chọn cuối cùng là gì? Ai biết được. Đấu xanh. Mở cửa, mở cái sau lưng nữa. Ok, rồi bây giờ từ từ nha. Bây giờ chui vào cái cửa sau lưng em nào. Chui vào cái này á. Đúng rồi, thử em, không có gì cả. Được.
Kiểm tra xung quanh nào, kiểm tra sau lưng mình cái này nào. Càng đấy, bưng càng đấy. Bây giờ nha, em check lại cho anh cái gì nhỉ? Từ từ từ. Có lại cái có lại. Có lại bấm vào cái máy. Cái máy đấy. Ừ thế nào? Bấm vào đi. Rồi em bấm vào rồi nè. Thử bấm chữ ghi lại vị trí nhà bên xem nào. Ôi. Ghi lại vị trí nhà. Bộ sao không có. Ở không được, bỏ đi. Bỏ đi, trở lại menu chính đi, rồi khỏi đi. Căng nhở, bây giờ level quấy rồi đó. Nhưng mà có thể level quấy, không biết được. Có thể thôi, chưa biết được. Cho đây là cái gì vậy? Không biết cái này là cái gì á, cũng không biết. Ây, chà bờ chà. Không thể thoát khỏi, vậy lựa chọn cuối cùng là gì? Cứ tử. Không được, thì để câu nào. Máu, không biết máu. Cái chữ nó tự nhiên này, chắc chắn nó phải có cái vấn đề gì đấy. Đúng rồi, tại nãy giờ không có chữ này. Như nào bây giờ, hay em thử lên trên xem chat chứ nó thinh hiền, nó thinh không nào. Em nghĩ như vậy, có thể như vậy. Phải đứng trên chat à hay như nào nhờ. Em rõ lắm. Đứng gần cửa mà, đứng gần cửa em nào. Ờ, chắc chứ nó thinh không nào. Vinh Hoa, in hoa, N-O-T-H-I-N. Nó thinh hiền. Nó thinh hiền. Không được luôn anh ơi. Ê, bài này khó đấy. Bấm thử. Chà. Căng nhờ. Đập cửa xem nào. Đập cửa xem nào. Biết đâu. Ok. Được. Không cho đập anh ơi. Được. Từ. Có thể. Để coi xem nào. Ôi không được. Bấm một cái lúc xem. Quả bóng. Cả đèn bóng đèn. Bóng đèn. Bóng đèn chùa số 2. Đúng số 2. Phải. Ồ, này phải xem quảng cáo cơ. Căng nhở, tức là ok đi. Bởi bây giờ vậy là level này căng đấy. Bí rồi cái bê ơi. Chịu rồi, bí khó quá. Chịu rồi đó. Căng mình như level này. Hay là gợi ý đúng không anh? Ừ, nhưng mà phải trên APA xem quảng cáo mới xem được gợi ý cơ. Khó nha. Khó rồi. Bị kẹt rồi. Ok bạn ơi, rồi thì chắc là đoạn này mình bộ chịu rồi. Bạn mà đã chơi mắt này rồi mà biết cái level này giải mã ở đâu như thế nào thì hãy để lại bình luận phía dưới nhé. Đó, bạn nào mà có manh mối của cái level 11 map này thì đừng quên để lại bình luận phía dưới bạn nhé. Đấy, thì ID map này là 11025644474 bạn nhé. Ôi, level này khó thực sự nữa. Không biết là qua kiểu gì nữa các bạn ạ. Anh em nào biết thì đừng quên để lại bình luận phía dưới bạn nhé. Ok, chắc là video xin phép được kết thúc của tôi, map khó vai trưởng. Xin chào và hẹn gặp lại.